Vì vậy cho nên cái việc mà hôm nay chúng ta nói là cái việc sát sanh tàn khốc kinh thiên địa. Hôm qua chúng tôi lên tỉnh Tịnh Thất thì gặp con có cái ông cụ. Ông cụ mà vô ngày 31 mùng 1 mất. Hôm qua chúng tôi mùng 2 có nói. Thì hôm qua là liệm cho ông, mùng 1 mất mùng 2 liệm hôm qua. Hôm qua là con của ông đưa đứa con út nó vô. Giờ đang ngồi trên Tịnh Thất, cả gia đình đang nghe pháp. Và cái bữa mà đưa ông vô đây là nó ngồi nó nghe chúng trong một buổi giảng đầu tiên nói về ông. Chưa nói về ông mất mà gia đình xuống phóng sanh. Nghe một buổi giảng đầu tiên ra cắt bản hết. Bún bò bán 30 năm, thương hiệu lừng lẫy ở nghề tỉnh. Tiền chắc cũng có khá nhiều, làm ăn tương đối thành công. Và ông nuôi cả một gia đình hết được 70 mấy tuổi, hình như ông 73 tuổi. Lê Văn Tròn hay gì đặt pháp danh Đức Thọ. Nó nghe xong nó sẵn hồn kinh. Và đứa này có căn lành, có ba đứa con gái. Vừa nghe chúng tôi buổi sáng là buổi chiều là bay vô. Bởi vì khi mà nghe buổi sáng là chúng tôi nói ổng chưa mất, buổi chiều ổng mất thì nó bay vô hôm qua. Làm giấy báo tử hôm qua chúng tôi lên sắp xếp công việc xong cái ra cái chỗ nhà địa tạng mà dọn đi rồi. Chúng tôi ngồi chỗ đó vô thăm ông chúc hai thị ra. Nói chú chiếu kêu gia đình họ qua chúng tôi ngồi nói chuyện. Nó ông đi rồi bà ở lại bà buồn ông kêu không sao con vui lắm vô đây thấy ông ra đi nhẹ nhàng vui ông nằm 15 tháng tội quá. Chứ như vậy là tiền của ông làm bao nhiêu năm có tiền bà còn giữ ông kêu có bà phải đem đi bố thí cúng dường làm phước cho ông. Mình cầu đủ ăn đủ mặc được rồi. Đây văn sao bán tổ khuyên cái bà khùng khùng điên điên bị cháy nhà. Bà thấy không? Bà chỉ cần ăn mặc đủ là được rồi bà cần chi cho có nhiều. Nếu bà không có nhiều, bà có cái nhà bình thường nó cháy, bà cũng đâu đau khổ. Bà có nhiều quá, bà mới đau khổ, đúng không? Bây giờ cái tiền của ổng làm được, đem đi bố thí cúng dường làm phước. Mà chúng ta không có nói là làm cho chùa mình. Nói làm cho chùa đôi khi họ chưa hiểu, khi mình mới hộ niệm chút rồi đòi hỏi tiền bạc. Gia đình họ tự đưa 20 triệu rồi chúng tôi sáng nay 9 giờ là mấy thầy bắt đầu đưa đi lên trên đó và đi đông đông chút. Ông này đặc biệt. Vô một cái là chú Hiền chưa cho xuống phòng hộ niệm, thấy quá khỏe mà vô phòng hộ niệm gì. Bơm thức ăn vô có những ông già, hôm qua chúng tôi gặp ông già đó, không biết nghiệp ông như sao. Cái ổ có cái ông bạn, ông mới lên ở Nghệ Tỉnh, ông có ngày ông đi mà sao ông mấy năm rồi. Ông kêu trời ơi khổ quá, đeo cái bịch này thòng lòng xuống nó khổ, biết bao nhiêu mà kể, bao nhiêu năm nay sao ông đi sớm cho rồi. Vì sao có phải chúng tôi ưu tiên hoặc thiên vị giúp cho cái ông Nghệ Tỉnh đi sớm rồi không giúp cho ông kia không? Cái ông Nghệ Tỉnh ông có căn lành nhiều đời, ông gặp chùa cái ông buông xả được, ông quan hỷ được. Rồi cái phước báu ổng bắt đầu nó tăng trưởng lên và nghiệp chướng ổng bắt đầu nó giảm và các vị oan gia theo ổng vô đây nó mát mẻ nghe pháp sau bắt đầu buông ổng ra cái ổng đi. Đó là do nghiệp của họ là chính, còn chúng tôi là tác nhân phụ. Cuối cùng cái là gặp đứa con út. Chúng tôi ngồi nói chuyện định đi về rồi hỏi đứa con út đâu rồi, kêu nó cái vô nó làm giấy báo tử chút nữa nó về. Kêu chiều chúng tôi mới lên gặp được chứ giờ bận đi về. Vừa nói vậy ổng xuất hiện. Mặc cái áo ấm, áo len mỏng mỏng. Vô cái ông quỳ sụp xuống liền. Trời cung kính dễ thương vô cùng. Hỏi sao? Vô đây thấy như thế nào? Cái con nghe pháp thầy đầu tiên. Là ngày đầu tiên con có ở ngày đó nghe trực tiếp là con đã cắt bản hết. Tên ổng được bản là dẹp hết, quyết định không làm nữa. Hôm qua, sáng hôm nay nghe thầy thêm một thời nữa là con đã quyết định 100% không thay đổi. Vẫn chưa biết nghề gì để đổi nhưng quyết định là bỏ. Họ có pháp danh cho kia chưa, kia đặt pháp danh cho chú là Đức Thiện. Cả gia đình hành một cái nghề 30 năm nấu bún bò có thương hiệu. Bây giờ bỏ đi không phải là dễ. Vì thấy người cha chết và vô chùa hiểu chúng tôi nói. Nếu mà đem vô chết hộ niệm không nghe chúng tôi nói gì thì vẫn về bán bình thường. Đâu có gì đâu, chết như mọi người, có gì đâu, không sao. Nhưng mà khi nó hiểu ra được nhân quả vì cái ngành nghề mà mua thịt bò có khi 10kg, 20kg. Những lúc mà bán nhiều thì rất là nhiều con bò bị chết. Thì cuối cùng ông nói làm sao? Ngồi im ru không nói gì nhiều mà chúng tôi nói ông lắng nghe. Nói là gật đầu, nói là gật đầu. Thấy ông
ông cha mình như vậy thương quá, nhưng có những đứa con nó ngỗ nghịch, nó thấy cha mình như vậy nó không bỏ, bởi vì mất cái nghề, mất tiền, mất sự sinh sống dễ vậy. Thì hồi sáng chúng tôi đang tu xong rồi chúng tôi suy nghĩ, bây giờ họ bỏ cái nghề như vậy thì mình lấy cái nghề gì cho họ? Chuyển từ cái quán mặn bán bún bò, ghi là bún bò chay, chuyển lại tên của mình là Đức Thiện, quán chay Đức Thiện, không, phở bò chay, thêm chữ chay vô nữa. Đổi lại nồi còn, nêu còn, bàn ghế, chén dĩa, trụng nước sôi rửa sạch sẽ, về bán đồ chay. Đây, cái thư này là của cái ông này nè. Thầy Tánh đọc cho quý vị nghe nha, để cho gia đình họ đang hiểu trên đó, là chuyển lại từ quán mặn sang quán chay. Hồi trước là sát sanh hại vật, bữa nay cho họ ăn chay, công đức thù thắng. Nhưng nhiều lúc họ không biết cái nghề gì để họ làm, họ sợ quá rồi, thất kinh hồn vía rồi. Mà nhìn mặt cái chú này chắc là yểu thọ hơn, mặt mày mụn lỡ đồ, nhìn chúng tôi nói chú nhìn cái tướng chú rất yểu thọ. Đúng rồi, ba mấy chục năm nay đi theo cha, mà cha vừa bỏ bệnh 15 tháng nay vẫn đeo đuổi. Mà đến lúc bây giờ là vừa bắt đầu cắt bảng hiệu, nghe chúng tôi hiểu rồi, hình như buổi sáng bắt đầu quyết định buổi chiều không đi. Kinh khủng. Đúng, buổi sáng hồi hôm qua, hôm kia chúng tôi nói là ông nghe là ông vẫn chưa có cắt bảng hiệu, và ông cụ vẫn chưa chết. Ông vừa nghe xong cắt bảng hiệu là chiều ông cụ chết. Câu chuyện này là mới tất thì là nóng hổi hôm qua. Chúng tôi kêu quý thầy quý chú làm cái ký sự này, để bỏ vô cái đĩa này cho người ta hiểu rằng là không phải là sát sanh, không phải là mua thịt về nấu là không có tội đâu. Đây, coi cái lá thư này, hôm bữa giờ 3 ngày rồi bên đây mới đọc đúng không? Thầy Tánh đọc cái lá thư. Ông này ông cũng nấu quán mặn nè, súc sanh đến đòi nợ ổng. Ông này cũng còn phước báu chưa bệnh như ông cụ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc lá thư của Thổ Sư Ưng Quang Trích Châu, văn sao 32. Lá thư số 359, thư trả lời cư sĩ Lâm Phú. Bệnh di truyền cũng do tất nghiệp cấm hành, hãy nên chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu. Nam mô A Di Đà Phật và Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ có thể được lành, chẳng còn di truyền nữa. Nói đến cửa ngõ giải thoát thì chỉ có một pháp, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đây chính là pháp môn cậy vào Phật lực để có thể thực hiện xong chuyện liễu sinh tử ngay trong đời này. Nếu ai chẳng chuyển tu pháp này mà tu các thứ pháp môn khác thì hằng phạm phu sắc đức chẳng thể thực hiện được chuyện liễu sinh tử trong một hai đời được. Chúng ta từ vô thủy đến nay vẫn luân hồi trong sinh tử, điều là vì trong khi luân hồi vẫn chưa gặp được pháp môn tịnh độ, hoặc đã gặp nhưng chưa tu mà ra. Nay may mắn gặp gỡ, đừng để luống qua. Nên đặt pháp danh cho ông là Tôn Tính, do bao pháp tính nguyện hành là chân tông của tịnh độ. Điều cần thiết đầu tiên là lòng tin chân thật. Có lòng tin chân thật nhất định sẽ có nguyện chân thật, hạnh chân thật. Nếu không chẳng gọi là lòng tin chân thật. Một pháp niệm Phật còn có thể siêu phàm nhập thánh, huống là chẳng chữa lành được bệnh di truyền ư? Đã quy y Phật pháp, ắt phải tự lực thực hiện tám đức: hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa nhân sĩ và sống sự, cách vật, chi, thành lý, chánh tâm, tu thân, tề gia, để mong đất nước bình trị, thiên hạ thái bình. Cổ nhân nói, thiên hạ trạm yên, thất phu có trách nhiệm. Trách nhiệm ấy nằm ở nơi đâu? Nằm ở chỗ vật dục chẳng bị trừ khử. Nếu chịu trừ khử, ắt sẽ chi, ý thành, tâm chánh, tu thân. Một người được như thế thì cũng đã có lợi ích lớn lao. Ai nấy điều như thế sẽ thái bình. Vật là gì? Chính là những tư dục trong tâm. Cấp là cách trừ, trừ khử, loại bỏ. Trong tâm có người không có tư dục thì chỉ kiến tự chánh. Ví như kẻ yêu vợ, yêu con, do trong tâm tình thương yêu rất chặt, chọn chẳng thấy được những điều xấu của vợ con. Nếu không có tình yêu, sẽ thấy ngay vợ con đúng hay sai. Như gương soi bóng, một tí ti cũng
chẳng lầm lẫn. Cho nên hiểu theo cách họ cho chú giải, thúc đẩy tri thức của ta đến cùng cực là chi chi, thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ là kết vật. Nếu nói như thế thì ngay cả thân nhân cũng chẳng làm được. Chuyện chánh tâm thành ý, dẫu thất phu thất phụ không biết một chữ nào, chỉ cần không có lòng ham muốn thiên vị riêng tư thì đều có thể làm được. Tám chuyện kết vật chi chi thành ý, chánh tâm tu thân tề gia chỉ quốc bình thiên hạ. Nếu luận chính mật gốc chỉ là một chuyện kết vật, trừ cứ vật dục. Vật dục đã được trừ cứ rồi, sự thấy biết sẽ đạt đến tột cùng chi chi thành ý, chánh tâm tu thân. Họ cho biết cội gốc cực thân thiết, cực đơn giản, dễ dàng, thành cành nhánh cực xa xôi, cực lạc lợt, cực khó thể cùng tầng, chung vùi gốc đạo chỉ thiên hạ của thánh nhân. Đến nỗi kẻ hầu học học theo thánh nhân mà chẳng hiểu được pháp tắc để thực hiện một cách thân thiết nhất, nên hoàn toàn chú trọng chuyện bên ngoài chứ không tự phân tỉnh bề trong. Đạo thế lại còn đạo phá, bài xích sinh tử luân hồi, nhân quả báo ứng cho là không có, đến nỗi hoài loạn ngũ luân bất đức, phát sập phên diệu đạo đức. Tội ác khiến cho chúng sanh, tội ác khiến cho hết thảy sinh linh lòng tham đều phát sanh hồi đây, chẳng đáng buồn ư? Bệnh di truyền ấy rất lớn, rất độc. Nếu chẳng phải là bậc Đại Y Vương, Đại Giác Thế Tôn sẽ chẳng thể trị được. Lời này Quan nói với ông đừng nói bừa với kẻ vô tri, nếu không sợ rằng mọi người đều túc kiến đứng lên, sẽ không có cách nào cứu được đâu. Đã quy y Phật, ắt phải giữ vẻ hướng thường, chọn hết bổn phận, giúp lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, kiên giết, bảo vệ sinh mạng, ăn chay, niệm Phật, dùng lòng tín nguyện sâu, cầu sanh Tây Phương. Dùng điều này để tự hành, lại còn đến dị người, ngó hồ chẳng uổng cuộc đời này, chẳng uổng dịp gặp gỡ này. Người nghiệp của Hoa Tôn hơi khó tu trì, nhưng hệ có lòng thành sẽ tự có cảm ứng. Nay tôi dùng một chuyện để làm chứng. Nên đường lớn phía trong cửa phủ thành Bắc Kinh có quán bán thức ăn mặn lớn tên là Cổ Như Xuân, buôn bán rất phát đạt. Một đêm viên quản lý mở thấy vô số người đến đòi mạng, tâm biết là những công việc con vật bị giết, bèn nói với họ: tôi chỉ có một thân, đền mạng cho các vị đông như vậy thì đền tới chừng nào mới xong? Từ nay tôi chẳng thêm nghề buôn bán này nữa, sẽ thỉnh bao nhiêu đó vị hòa thượng niệm kinh niệm Phật siêu độ cho các vị được chăng? Đã sớm trả lời được, chỉ có một số ít không bằng lòng nói: ngươi vì mấy đồng hoặc vì mấy thất bạc mà giết bọn ta, khổ sở lắm. Nếu làm vậy thì thuận tiện cho ngươi quá. Nhóm đa số khuyên nhóm tiểu số: nếu hắn chịu làm như vậy, tốt đẹp cho cả đôi bên, nhận lời hắn đi. Nhóm tiểu số nói: hắn có thực sự làm được thì mới tốt. Viên quản lý nói: nhất định thực hiện được, nếu không các ông lại đến tìm tôi. Do vậy bọn họ liền bỏ đi. Nhằm đúng lúc ấy là canh năm, phải giết loài vật, phổ ký thức dậy sắp giết gà, vịt, vân vân, điều chạy tứ tán ra khỏi chuồng. Họ vội mời viên quản lý thức dậy để tuyên truyền. Viên quản lý nói: hôm nay chúng ta không mở cửa, không giết những con vật đã bỏ chạy. Những con ở trong tiệm thì nhúc lại, con nào bỏ chạy rồi cứ để mặc cho nó đi. Ngày hôm sau mời các cổ đông, tức là người có vốn, đến thuật lại giấc mộng hồi đêm. Từ bỏ chuyện làm ăn, quyết định không làm nữa. Cổ đông nói: ông đã không muốn xuất sanh, chúng ta thay đổi chương trình cũng chẳng chờ ngày gì, biến thành
quán ăn chay. Bèn đổi thành quán đồ chay, vẫn mang tên là Củ Như Xuân. Do vậy người ăn chay rất đông, càng phát đạt hơn. Nếu ông có thể phát tâm lợi người, lợi vật, chí thành, niệm Phật và niệm tín hiệu quan âm để cầu gia bì, thì người cấp vốn và người quản lý đều có được chuyện giết heo. Bởi cửa tiệm bán hàng hóa mua về từ kinh đô là chuyện tránh, bán thịt chỉ là chuyện kèm thêm. Ông nói ngồi niệm trên giường sợ mất tội khinh nhờn là vì chẳng biết khi ngủ cũng niệm được, nhưng niệm thầm đừng niệm ra tiếng. Mẹ ông thương yêu ông, nói ăn chay thân thể gầy yếu, cụ chẳng biết ăn thịt có chất độc, chẳng hợp phép dinh dưỡng, lại còn phải nợ mặn. Hãy nên yến chuyển khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cũng nên bảo vợ con ăn chay. Nếu chẳng thể ăn chay hoàn toàn thì nói chung phải chú trọng kiêng sát sanh trong nhà. Dẫu mua thứ đã làm sẵn cũng không nên ăn nhiều. Ăn nhiều thì phải trả nhiều, ăn ít thì trả ít, không ăn thì không phải trả. Nếu ông có thể khiến cho người cấp vốn và viên quản lý trong tiệm cảm động thì sau này những người tiếp tục đề xướng sẽ nhiều. Công đức ấy do ông khởi đầu, lợi ích lớn lắm. Nên thường đọc Văn Sao hoặc Giá Ngôn Luật. Sách này trích đục những điều thiết yếu từ Văn Sao, trình bày theo lối chuyên môn phân loại để người mới học dễ xem đọc. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Nguyện. Tông là chủ, có chủ tức chủ kiến thì sẽ trang bị những thứ khác xuyên chuyển. Niệm Phật có tín nguyện quyết định sẽ được vãng sanh Tây Phương khi lâm chung. Không có tín nguyện thì chỉ được phước báo trên người mà thôi. Có tính, không có nguyện thì chẳng gọi là chân tính. Có nguyện mà không có tính thì chẳng gọi là chân nguyện. Hai pháp tính nguyện giữ hai bánh xe của cái xe, giữ hai cánh của con chim thiếu một chẳng thấy được. Dạ, lá thư đến đây là kết thúc rồi. Anh Di Đà Phật. Những cái lá thư này sau đến ngày hôm nay là ngày cuối gia đình, sáng nay đưa đi thiêu rồi chiều nay về lên lấy cốt, rồi sáng mai về gia đình có ông cụ giết bán quán mặn phở bò 30 năm. Tính ra 30 năm là 1990. Đến bây giờ thì thương hiệu quá dữ dội lắm. Thì coi lại lá thư này thì có thể ông giữ lại cái tên cũ. Và thí dụ như là phở nghệ tỉnh Lê Văn Tròn vẫn vậy. Phở chay Lê Văn Tròn, dù vậy lấy lại tên cũ cũng hay. Người ta vô hỏi làm sao, kể lại sự tình ba tôi ung thư, vô gặp thầy Nhàn trong đó nói lời của tổ, vậy là do nghiệp báo. Bây giờ các vị ăn mặn là do tôi không hiểu và tôi nấu lại đồ chay, lời lỗ gì thì coi như là mình vay mạng chúng sanh quá nhiều và mình có cuộc sống đến ngày hôm nay 30 năm cả gia tộc dòng họ cháu chắc chích. Thì bây giờ mình phải làm đồ chay lại. Nếu mà phát Bồ Đề tâm mạnh mà giàu có một chút là nấu đồ chay có những ngày tặng người ta miễn phí. Riêng Tịnh Thất Quan Âm một ngày gần 2.000 suất ăn chay 3 buổi, dịch rồi mà cũng nấu lén lén mang ra bên ngoài mở cửa cho người ta tới ăn, bằng mọi cách phải nấu cho người ta ăn, không cho tụ tập cũng bằng mọi cách nấu. Đã làm thiện rồi thì căng cản nhanh cỡ nào cũng làm được, đã làm ác rồi mà cản nhanh cỡ nào nó cũng làm. Tâm ác rồi đố ai mà thay đổi họ được, chỉ có Phật pháp mà thôi. Hên khiến sao bữa nay ông vô đúng cái ngày mỗi buổi sáng chúng tôi giảng, chứ nếu mà mỗi chủ nhật mới giảng thì không đủ sức mạnh để mà đột phá được. Đây là một gia đình họ có phước báu tin tưởng Tam Bảo, là do hai người con gái vô trong này vi hành ở một tuần thấy thích quá mang cha vô. Vừa mang vô là chú đó ổng coi đĩa thầy là ổng vừa ngày hôm trước, ngày hôm sau ổng mất nó cũng cắt bản luôn. Về phải nói lại sự tình như vậy, chúng tôi nghĩ chú này làm được. Hôm qua chúng tôi nói quán chay đức thiện, nhưng mà thôi lấy lại tên cũ của ổng cho nó có thương hiệu. Đó là cái việc mà chúng tôi nói là giúp một gia đình người ta cải ác hành thiện.
Chứ để mà khi quả ác nó tới rồi, bây giờ chúng tôi chỉ lo được cái gì? Đem vô cái hộ niệm mà chưa có chín mùi trong hộ niệm thời gian dài, không biết ổng phản sanh đi đến đâu mình cũng chưa hiểu được, và chỉ giúp được là bỏ vô cái hồn rồi đại chúng mang lên thiêu thôi. Cho nên giúp về cái quả để thay đổi nó khó khăn và hạn chế vô cùng. Cho nên bây giờ cả gia đình thay đổi, cháu chắc con cháu của ông vô quá trời đó, nó hiểu được và hiểu được cái mối họa dâm và sát hại thì nó thay đổi được. Thì quý vị biết con người này trở thành thánh hiền thì cái sự giáo dục mình là thành công đơn giản thôi. Này Ấn Tổ nói cách vật là ngăn cách vật dục, là tư dục, là sắc dục, là tham dục, là tài dục. Chính cái cách vật này mà thành công thì trí tuệ sẽ xuất hiện. Tu thâm tề gia trĩ quốc bình thiên hạ luôn, từ cái chỗ mà tư dục, thích ăn thịt chúng sanh, dâm dục này mà ra đó. Ghê không? Luận đến cái chỗ tột cùng của luận về lý tánh, và tột cùng của tướng, và của sự về sự tướng đó là nhân quả, và tột cùng của tâm đó là lý tánh, luận tột cùng luôn. Rất hay. Nó là cái việc chúng ta như vậy. Còn cái việc có cái lá thư này chúng tôi nhắc nhở để chúng một tí, đó là Tổ sư Ấn Quang trả lời cho ông Châu Bá Tù, thư thứ tư, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1. Thư ngày 29 tháng trước chắc ông đã nhận được rồi, nói đến nạn hút sách nghiện ngập, không chỉ có nha phiến, hút a phiện á, thuốc lá cũng gây hại thật dữ dội. Trong lúc đại chúng tụ tập, hãy nên đề xướng khuyên họ đừng nên hút và đừng nên hút và dùng thứ ấy. Người hút lâu ngày ắt sẽ đoản thọ. Chết sớm, sao hút thuốc đoản thọ ta? Cái thuốc lá người ta ghi trong bao đó là gì? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhưng mà hút vô cái nó không chết liền, nhưng mà cái hơi thuốc đó nó vô ở trong phổi, nó vô trong não, nó làm cho con người nghiện ngập say mê với nó. Đó. Phụ nữ hút thuốc nhiều sẽ không thể sanh con. Điều này do đệ tử của tôi là Triệu Nguyệt Tu, vốn là một quan võ, đã sớm đổi nghề trở thành thương nhân. Cái điều này thì hôm nay chúng tôi rút trong phần sau nói, và cũng là quy chế. Cái gì nghiện ngập, rượu nghiện ngập, xì ke nghiện ngập, a phiện nghiện ngập, thuốc lá nghiện ngập đều có hại. Thì hôm nay chúng tôi nói như vậy mà chúng tôi thấy cái khởi sắc mà mỗi buổi sáng nói là đại chúng an định, Phật tử khắp nơi trên thế giới họ hoan nghênh và họ rất là hoan hỷ. Đó là cái việc mà hôm nay tuổi chúng tôi còn lại, bắt đầu 49 bước sang 50, là chúng tôi muốn ở tại nơi này lo cho đại chúng khu chuyên tu trên tịnh thất, chân tình cung kính lo cho họ, không ghét dơ, và mở lớp học trên không trung dạy văn sao và nói về văn sao, giảng văn sao, nói những lời dạy của Thánh Thiên Hiền. Bớt gặp người tuyệt đối dưới này, bữa nay là không có ai gặp ai dưới này nữa đâu. Khách khứa hòa thượng thượng tọa gì là cũng tiếp ở trên tịnh thất hết, mà không dễ gì chúng tôi sắp xếp thời gian tiếp đâu, không có thời gian đâu. Phải là hợp lý, người ta ở xa xôi hoặc như thế nào, chứ không phải muốn gặp là gặp, bởi vì đâu có thời gian. Chúng tôi không phải khó khăn cao ngạo đâu. Hòa thượng Tịnh Không nói gặp tôi chi cho nhiều vậy, gặp Phật A Di Đà đi, tôi còn thời gian tôi giảng kinh, nghe tôi giảng kinh là được rồi. Cái gì mà phải đòi gặp tôi, biết bao nhiêu người đến gặp Ngài. Cúng dường thì cứ bỏ vô thùng cúng Ta Ba La Mật đi. Những vị đó là những vị thực sự là họ là vị thầy tốt với mình, chứ không phải khó khăn với mình đâu. Nên thành ra những điều chúng tôi nói như vậy, khi mà chúng tôi đi rồi thì không ai nói, thì quý vị mới thấy là mình không làm được nữa đó. Có người nói mà mình làm còn không được nữa, không có người nói thì thôi, ra cái nông nổi gì nữa. Thôi hết giờ rồi, hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khổng tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay phòng hộ niệm của tịnh thất Quan Thế Âm có nhận một ca cũng đặc biệt, đó là cụ Lê Chí Toàn, 71 tuổi. Cụ có nguyện vọng được vào tịnh thất Quan Thế Âm để được hộ niệm, và gia đình cũng đồng ý. Cụ vào ngày hôm trước thì hôm sau đã ra đi an lành. Được biết rằng cụ Lê Chí Toàn
Trước đây đã từng tham gia trong quân đội. Sau khi về nhà thì cụ làm nghề bán bún bò trong thời gian 30 năm. Người bạn đời của cụ đã ăn chay trường và khuyên cụ từ bỏ nghề bán bún bò, nhưng cụ không đồng ý. Trải qua một thời gian dài làm nghề bán bún bò thì cụ Lê Chí Toàn đã bị bệnh ung thư thực quản. Căn bệnh này khiến cụ ăn uống rất là khó khăn, không thể ăn uống bình thường được mà ăn bằng ống dẫn. Thì đến giờ phút cuối, tức là cách đây 2 ngày, cụ đã nhờ người thân đưa vào trong Tịnh Thất Quan Thế Âm để được đại chúng trong phòng hộ niệm giúp đỡ cho cụ vãng sanh. May mắn là gia đình gặp được sư phụ Ân Sư Thượng Giác Hà Nhàn, và sư phụ đã khai thị hướng dẫn mọi người làm cách nào để giúp cho cụ ra đi được an lành. Và sư phụ đã đứng ra tổ chức lễ phóng sanh và hồi hướng cho ông cụ, và kết quả là ông cụ đã ra đi an lành. Trước khi tổ chức buổi nhập liệm này thì gia đình cũng đã phát tâm mua các loài chúng sanh thủy tộc, và cũng vừa phóng sanh xong để hồi hướng cho hương linh cụ Lê Chí Toàn sớm vãng sanh về cảnh giới an lành. Cụ Lê Chí Toàn là một trong những người có phước duyên rất thù thắng, là một trong những người rất hiếm hoi được sư phụ đứng ra hồi hướng và cả đại chúng hộ niệm, và được phóng sanh rất nhiều đợt để giúp cho hương linh cụ Lê Chí Toàn có thể sớm vãng sanh về cảnh giới cực lạc. Trong giờ phút thiêng liêng này, đại diện gia đình sẽ nói lên đôi điều cảm niệm cho đại chúng cùng nghe. Xin mời cô có đôi điều chia sẻ ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin thay mặt gia đình của cụ Lê Chí Toàn, con là con gái trưởng ở trong gia đình, con xin thay mặt cảm ơn sư phụ thầy Thích Giác Nhàn cùng toàn thể các quý thầy ở trong Tịnh Thất Quan Âm cùng ban hộ niệm đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình và cha con được ra đi một cách là an lành. Tuy rằng cha con cũng có những nghiệp sát sinh rất là nặng, nhưng mà cũng được gia đình và cũng được nhờ các sư thầy ở đây cùng ban hộ niệm đã giúp đỡ cha con nên ra đi cũng rất là an lành ạ. Con xin chân thành cảm ơn, tri ân tất cả thầy chủ trì ở đây và tất cả các sư thầy ở đây cùng tất cả toàn thể đại chúng ở đây. Một chân thành tri ân Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của cô. Như vậy chúng ta biết rằng nghề sát sanh đồ tể là nghề mà đem lại cái quả báo rất thê thảm, bởi vì chúng ta làm cho các loài sinh vật đau đớn, thống khổ, và chúng ta phải nhận một quả báo trong thời gian sớm hay muộn. Nhưng những người làm nghề buôn bán súc sanh hoặc là buôn bán thực phẩm mặn, họ cũng vô tình gián tiếp cho việc sát sanh này, bởi vì không ăn thì người khác không giết. Chúng ta làm nghề buôn bán thực phẩm mặn thì chúng ta không trực tiếp cắt cổ con gà, con vịt, con trâu, con bò, nhưng chúng ta dùng dao sắc từng thớ thịt của nó cũng sẽ đau đớn và căm hận chúng ta. Đây là sự thật. Và cụ Lê Chí Toàn lại ngẫu nhiên hay là vô tình hay cố ý không hiểu mà lại ung thư ngay vùng thực quản. Đây cũng là một cái nhân quả mà chúng ta phải suy ngẫm. Bên cạnh là còn một người con cũng có thể tham gia trong vấn đề buôn bán bún bò. Thì cô cho biết rằng công việc bún bò có thể tiếp tục hay là chấm dứt sau khi ông cụ qua đời. Kính thưa quý vị, thì tôi xin được giới thiệu là tôi là con gái út của cụ Lê Chí Toàn. Thì cũng hôm nay là cùng một cái phước duyên quá lớn đối với cha của chúng tôi, và cũng là một sự bất ngờ với gia đình, bởi vì là cùng cách đây thì được khoảng 3-4 ngày thôi. Thì thực sự là gia đình cũng không tưởng tượng được là sẽ có thể là lo được chu toàn cho cha của mình như thế này. Thì cũng nhờ cái phước duyên này thì gia đình thì cũng
cũng đã phát nguyện đó là từ bỏ cái nghề mà buôn bán về các cái thực phẩm mặn, và quẻ trong tương lai thì sẽ sử dụng các cái thực phẩm tươi để thực phẩm cháy để hồi hướng cho cha của mình. À, vâng, vừa rồi cô con gái đại diện trong gia đình và đã thỏa thuận và nói lên rằng sau cái chết của ông cụ Lê Chí Toàn thì gia đình sẽ chấm dứt từ bỏ việc buôn bán bún bò và chuyển sang bán thực phẩm chay. Đây là một cái duyên phước rất thù thắng. Nhờ sự ra đi của ông cụ mà gia đình đã chuyển theo một chiều hướng tốt. Mong rằng những người đang làm nghề sát sanh, đang buôn bán thực phẩm mặn, đang buôn bán các loài súc vật cũng như buôn bán thịt của loài cá, loài gà, vịt, heo, bò v.v. Khi các vị nghe qua cái đoạn video clip này, các vị hãy suy nghiệm lại, đây là gia đình mà đã làm biểu pháp vô cùng sống động, đã từng buôn bán trong thời gian mấy mươi năm, cuối cùng ông cụ đã nhận được một kết quả rất là bài học rất là đáng giá cho mọi người. Như vậy gia đình đã chuyển sang buôn bán thực phẩm chay là một điều rất là đáng ca ngợi tán thán. Xin chúc mừng gia đình đã có một chuyển hướng tốt đẹp như vậy. Thì trong quá trình hộ niệm, các thầy các chú trong ban hộ niệm đã nhiệt tình giúp đỡ, thì trong đó chú Nhuận Hiền cũng trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn mọi điều được diễn ra suôn sẻ. Sau đây chú Nhuận Hiền sẽ có đôi điều chia sẻ ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, cụ Lê Chí Toàn này có cái nhân duyên rất là tốt được vào đến tỉnh Thất Quan Âm này vào ngày chủ nhật là ngày 31 tháng 5 dương lịch, đúng còn hơn 1 giờ trưa hôm đó là bọn con tiếp nhận cái ca này vào trong phòng vào đến tỉnh Thất Quan Âm. Thì con thấy cái tình trạng sức khỏe của ông cụ này cũng còn rất là tốt, cũng chưa có dấu hiệu nhiều là người này sẽ ra đi. Bọn con cũng tương đối là chủ quan, bọn con mới sắp xếp cho cụ lên khu cụ yếu để mà nghỉ ngơi một vài ngày, để có thời gian cho người thân tới lui chăm sóc, để ông cụ tập quen với cái môi trường này. Nhưng mà không ngờ rằng cái sự ra đi của ông cụ quá là mau đi, quá là bất ngờ. Qua đến ngày mai là ngày mùng 1 tháng 6 dương lịch, giấc ban ngày khoảng bọn con còn tắm rửa thay đồ cạo đầu cho ông cụ sạch sẽ hết. Đến chiều là ông cụ ra đi quá là nhanh, không ai đoán trước được. Bọn con đo biết được ông cụ ra đi, bọn con mới đưa ông cụ vào trong phòng hộ niệm để tiếp tục cái việc trợ niệm. Thì niệm Phật khoảng hơn mười mấy tiếng đồng hồ là toàn bộ cơ thể ông cụ bắt đầu mềm mại hết, sắc diện bắt đầu hoan hỷ tươi nhuận ra nhiều. Đây là phước duyên rất là lớn của ông cụ. Theo con được biết thì cụ này đã làm cái nghề bán thịt chúng sanh này hơn 30 năm rồi. 30 năm làm cái nghiệp ác này. Đến khi ông cụ phải gánh chịu cái quả báo rất là thống khổ, suốt 14-15 tháng trời bị căn bệnh ngặt nghèo, bác sĩ không cách nào chữa trị được. Bác sĩ chỉ có thể chữa trị được thân bệnh, nhưng cái nghiệp bệnh mà do oán nghiệp thì bác sĩ cũng bó tay, không có nào chữa trị được. Nhưng mà phước duyên của ông cụ lại có nhân duyên được gia đình, con cháu trong gia đình, người thân quen biết đến Phật Pháp, hướng dẫn cho ông cụ ăn chay, hướng dẫn cho ông cụ niệm Phật. Đến khi ông cụ phát Bồ Đề Tâm vào đến tỉnh Thất Quan Âm này là một chuyển biến vô cùng lớn đối với bản thân ông cụ cũng như đối với gia đình này. Có một sự chuyển hóa rất là lớn. Ông cụ vào đến đây rồi thì ra đi quá nhanh. Đây là một cái biện pháp quá là tốt đối với gia đình cũng như tất cả mọi người. Sát sanh hại vật, làm cái nghề giết mạng chúng sanh này, dùng dao mình cắt từng miếng thịt của chúng sanh cho người khác. Cái sự thống khổ, nếu như bản thân chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh của những loài chúng sanh mà mình giết chúng đó, đến khi ông cụ hết phước, hết cái phước ăn đi, không thể nào ăn trực tiếp bằng miệng được mà phải bơm
qua đường ống, một chút xíu cháo, một chút xíu sữa. Đến khi thật sự phước hết thì bỏ cái thân này. Nhưng mà cái duyên thù thắng, gặp được Phật Pháp, chuyển hóa một cách quá là bất ngờ luôn. Đáng lẽ ông cụ này còn phải gánh chịu cái nhân quả này một khoảng thời gian dài nữa, chứ chưa phải để đi liền được như bây giờ đâu. Nhưng mà do ông cụ phát Bồ Đề Tâm quá là mạnh, nhờ sự thúc đẩy của gia đình, nhờ cả gia đình con cháu đồng lòng muốn giúp đỡ cho ông cụ, chuyển hóa hết toàn bộ gia đình. Hơn thế nữa, nhờ cái công đức gia đình mình sám hối, niệm Phật, phóng sanh, chúng con được biết rằng khi mà ông cụ vô đây, gia đình mình có phát Bồ Đề Tâm, gửi sư phụ, nhờ sư phụ phóng sanh giúp cho ông cụ. Thì ngay sáng hôm ngày mùng 1 tháng 6 đó là sư phụ đã phát tâm phóng sanh ở dưới khu chiên tu để hồi hướng trực tiếp cho ông cụ. Đến buổi chiều là ông cụ đi ngay. Chứng tỏ rằng cái công đức phóng sanh hóa giải của ân kết rất là hay. Nhưng mà mình phải hiểu một điều rằng nhân quả không thể nào xa chạy được. Gieo ngân ác thì chắc định phải gặt quả ác. Nhân quả không thể nào cấn trừ được. Đến một lúc nào đó, chính bản thân mình và gia đình cũng phải gánh chịu cái nhân quả sát sanh hại vật này. Nhưng mà có một cái cơ hội rất là lớn. Nếu như gia đình có thể phát tâm ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, cải ác làm lành, tu thiện tích đức từ bây giờ cho đến khi bỏ cái thân này giống như ông cụ, thì nhờ cái nhân duyên thiện lành nó sẽ chuyển hóa được phần nào đó cái nghiệp báo của mình, khiến cho cái quả báo ác nó sẽ đẩy lùi về phía sau. Nhân quả thiện lành nó sẽ hiện ra trước, mình sẽ không phải gánh chịu cái quả báo thống khổ, để mình mau mau về thế giới cực lạc. Về đó rồi thì vĩnh viễn không còn phải chịu khổ nữa. Ông cụ này, nếu như ông cụ biết Phật Pháp sớm một chút thì quá là hay, không đến nỗi phải chịu khổ như thế này. Thật sự vì ông cụ quá khổ, vì quả báo đã hiện tiền quá khổ, nên anh cụ mới có cơ hội, mới có cái duyên để mà gặp được Phật Pháp. Nhưng mà cũng không đến nỗi là quá là muộn màng. Cụ Lê Chí Toàn này giờ đã ra đi, để lại một thân tướng rất là tốt, rất là hoan hỷ. Mong gia đình của cụ hãy phát Bồ Đề Tâm. Mình nhất định phải học Phật, nhất định phải cải ác hướng thiện, nghe lời quý thầy chỉ dạy, cố gắng tu thiện tích đức, giúp cho ông cụ khoảng thời gian này, trong vòng 49 ngày này rất là quan trọng đối với cụ, cũng như đối với bản thân gia đình mình. Xin cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành của chú Nhân Hiền. Như vậy ông cụ Lê Chí Toàn quả là một biểu pháp rất là hay, phước duyên vô cùng thù thắng. Bệnh ung thư thực quản hơn một năm trời, không thể ra đi được, ăn uống khó khăn, sống không được, chết cũng không xong. Khi vào trong tỉnh thất Quan Thế Âm ngày hôm trước, ngày hôm sau lại đã đi an lành. Đó là nhờ sự phóng sanh, sự hồi hướng của sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn. Điều này cho thấy rằng nghiệp lực bất khả tư nghì, nhưng công đức lực cũng bất khả tư nghì. Như vậy, dù chúng ta lỡ làm, tạo tác những điều bất thiện, sát sanh hại vật, nhân đó gieo rồi, chúng ta không thể nào sửa được. Chúng ta sửa chăng là sửa hành vi hiện tại, phóng sanh chuộc mạng để bù đắp lỗi lầm của mình. Trong giờ phút thiêng liêng này, nguyện cầu cho hương linh cụ Lê Chí Toàn buông xả vạn duyên, nương theo tiếng Phật hiệu của đại chúng, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, một đời này chấm dứt luân hồi, vãng sanh bất thoái thành Phật. Giờ đây xin mời đại diện ban hộ niệm, giờ đây chúng ta hãy chuẩn bị kiểm tra thoại tướng xem cụ có thoại tướng thế nào ha. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, vừa rồi đại diện ban hộ niệm đã kiểm tra thoại tướng của cụ Lê Chí Toàn. Qua kiểm tra cho thấy rằng tay chân đều mềm mại giống như người còn sống vậy. Chứng tỏ rằng cụ đã buông xả được vạn duyên, không còn dính mắc mọi thứ ở trần gian này. Cái biểu pháp này cho chúng ta thấy rằng tuy thường ngày chúng ta tạo nhiều ác nghiệp cỡ nào, nhưng công năng của câu Phật hiệu là bất khả tư nghì, có thể chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ biến mất. Như vậy cô con gái, cô thấy được hỏi tướng của cha mình như vậy, trong tâm cô có cảm xúc gì nè? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm xúc của con rất là hoan hỷ. Con không thể ngờ được cha con được có được một cái thoại tướng như thế này ạ. Dạ, con xin chân thành cảm ơn các quý thầy ở đây cùng tất cả ban hộ niệm ở tại tỉnh Thất Quan Âm đã nhiệt tình giúp đỡ, tận tình cho cha con ra đi một cách là êm đẹp và thanh thản. Con xin cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mong hương linh cụ Lê Chí Toàn sớm vãng sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Vâng, A Di Đà Phật. Giờ đây chúng ta sẽ làm một nghi thức nho nhỏ để đưa tiễn cụ Lê Chí Toàn vào trong áo quan. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Hôm nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đứng từ bi tiệm độ. Nam mô Tây Phương Cường Lạc thế giới từ đại bi A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Phật. Kính thưa chư tôn đức cùng chư vị đồng tu, hôm nay tỉnh Thất Văn chúng ta đưa tiễn một cụ ông tên là Lê Trí Toàn lên đài hỏa táng. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta hội tụ về đây và làm nghi thức nho nhỏ để đưa tiễn cụ ông lần cuối. Cụ ông này có duyên lành được vào tỉnh Thất trong một ngày, ngày hôm sau ra đi an nhàn. Đây là phước duyên rất thù thắng, cả gia đình đều đồng lòng hỗ trợ và tham gia việc phóng sanh để hồi hướng cho cụ ông. Đây là việc rất là đáng tán thán và ca ngợi. Trước khi đưa nhục thân cụ ông xuống đoàn hỏa táng, đại diện gia đình sẽ có nơi lời tác bạch cảm tạ. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức tăng già. Kính thưa chư liên hữu đồng tu và Phật tử gần xa chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2020 dương lịch, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý, cũng là ngày đưa linh cữu cha của chúng con là ông cụ Lê Trí Toàn tạ thế vào chiều ngày mùng 1 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch hưởng thọ 71 tuổi đến đài hỏa táng. Trong giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này, chúng con không sao nói lên hết nỗi niềm tri ân đối với thâm ân cao cả của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Chúng con thật vô cùng cảm động trước tấm lòng từ bi của người.
cảm cuộc đời của người đã hy sinh cống hiến đời mình cho Tam Bảo, trải qua biết bao gian khổ thăng trầm để hoằng dương pháp môn tịnh độ. Dù có nhiều chướng ngại nhưng người vẫn mỉm nụ cười, bao dung và giải thoát. Ân sư lúc nào cũng đưa bàn tay xoa dịu nỗi đau của chúng sanh, nở nụ cười hoan hỷ làm vơi bớt phiền lụy trong lòng chúng con. Từng lời pháp nhủ của ân sư tuy đơn sơ mộc mạc mà gần gũi như dòng sữa ngọt ngào êm dịu, làm tan chảy những nghiệp chướng sâu dày từ tâm thức của chúng con. Hơn nữa, người vì lòng từ bi vô hạn nên đã thành lập phòng vãng sanh từ năm 2007, cho đến nay đã được 13 năm. Chúng con thật vô cùng xúc động và tri ân ân sư. Nhờ có người mà những ai già yếu hay bệnh tật khổ đều được đưa vào phòng trợ niệm, được niệm Phật 24/24, được ra đi trong sự thư thái nhẹ nhàng, không sợ hãi trong tiếng niệm Phật. Ôi ân giáo dưỡng một đời lên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Kính bạch tôn đức và chư vị Phật tử, gia đình con biết Tịnh Thất Quan Âm đã gần 10 năm. Thỉnh thoảng chúng con có vào đây tu học và hay nghe ân sư giảng pháp trên mạng. Gia đình con nhiều người đã phát tâm ăn chay trường, tuy nhiên cha con vẫn còn ăn mặn và bán bún bò hơn 30 năm. Nhiều lần mẹ con và cả con có khuyên cha nên đổi nghề, nhưng cha con vẫn không chấp nhận. Năm ngoái, ông bắt đầu ngã bệnh và chịu nhiều đau khổ. Chúng con vô cùng xót xa và chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không hết. Cuối cùng được sự đồng ý của mẹ và các em, tuần trước chúng con quyết định vào Tịnh Thất để tu hồi hướng cho ông, cũng như xin quý thầy cho ông được vào phòng hộ niệm. May mắn thay, chúng con được ân sư và quý thầy cho phép nên ông đã được đưa vào phòng hộ niệm trong ngày 31 tháng 5 dương lịch. Chiều hôm đó, chúng con có cúng dường một chút tịnh tài nhờ sư phụ phóng sinh cho ông. Và sáng hôm sau, ngày 1 tháng 6, sư phụ đã phóng sinh hồi hướng cho ông. Nhiều thì chiều hôm đó, ông đã ra đi nhẹ nhàng vào lúc 2 giờ 45 phút. Chúng con thật sự không ngờ ông ra đi thật nhanh như vậy. Quả thật, công đức phóng sanh thật bất khả tư nghị đã giúp cho ông được nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng. Đứa em trai thứ ba của con cũng cùng với cha bán bún bò hơn 30 năm. Hôm nay em đã quyết định nghỉ bán bún bò và chuyển sang nghề khác, không kiếm tiền bằng sinh mạng của chúng sanh nữa. Gia đình con vô cùng hoan hỷ, thương em bấy lâu nay khuyên không được, nhưng bây giờ em quyết định như vậy, gia đình con rất vui mừng. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực tu hành để đời này giúp cho mọi người biết đến Phật Pháp, biết đến Pháp môn tịnh độ và ăn chay niệm Phật để lúc lâm chung được vãng sanh cực lạc. Kính thưa quý liên hữu, gia đình chúng con vô cùng tri ân tất cả những thành viên trong ban trợ niệm cũng như chư liên hữu đã hết lòng hộ niệm cho cha của chúng con cho đến giờ phút này. Trong những ngày qua, dù gia đình chúng con có hết sức cố gắng, chắc chắn cũng không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính mong chư tôn đức và quý Phật tử hoan hỷ niệm tình tha thứ cho. Một lần nữa chúng con xin đê đầu đảnh lễ tạ ơn tấm lòng từ bi của ân sư đã vì tất cả chúng sanh mà thành lập nên phòng vãng sanh để giúp tất cả chúng sanh trong phút cuối đời được ra đi trong sự an lành và giải thoát. Chúng con xin tri ân thành công đức như trời biển của người. Chúng con thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho ân sư pháp thể khinh an, tuệ đắc thường chiếu, phước thọ miên trường, cửu trụ ta bà để giúp cho tất cả chúng sanh đều được vãng sanh về thế giới cực lạc. Gia đình chúng con cũng xin tri ân quý thầy, quý chú, quý liên hữu trong Tịnh Thất, chư vị thân hữu gần xa, đặc biệt là những thành viên trong ban hộ niệm. Chúng con không thể nào nói hết được sự tri ân và rất là sâu nghĩa nặng này. Chúng con chỉ biết thành tâm hồi hướng và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia trì cho toàn thể quý liên hữu thân tâm thường lạc, tật bệnh tiêu trừ, nhất tâm niệm Phật để một đời này chúng ta sẽ là những đứa con của Đức Từ Phụ A Di Đà và cùng gặp nhau ở Tây Phương cực lạc. Cuối cùng, chúng con thành tâm nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di Đà từ bi tiếp dẫn hương linh ông cụ Lê Trí Toàn
được vãng sanh về miền Cực Lạc, dứt hết liền ác nghiệp trần lao, liên hoa chín phẩm đặng vào, chóng thành chánh giác tiêu giao đời đời. Nam mô Hoan Hỷ Tạp Bồ Tát Ma Ha Tát Tạp Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi đại diện gia đình đã đọc lên lời tác bạch rất là sâu lắng, rất cảm động. Các người con của ông cụ Lê Trí Toàn rất là thành tâm, nhất tâm cầu nguyện cho cha mình sớm vãng sanh. Trong những ngày vừa qua thì đã nỗ lực phóng sanh để hồi hướng cho ông cụ. Đây là một điều rất là đáng tán thán ca ngợi. Ông cụ Lê Trí Toàn tuy trước đây đã làm nghề bán bún bò, cũng cộng nghiệp sát sanh, nhưng mà nhờ một chút duyên lành đời trước, trong giờ phút cuối đời đã phát tâm vào trong tỉnh thất để được mọi người hộ niệm, và cuối cùng ông đã ra đi an lành. Đây là một điều làm biểu pháp cho mọi người để chúng ta xem xét lại rằng tuy rằng nghiệp chướng chúng ta đã tạo nhiều đời nhiều kiếp sau dày, nhưng mà nhờ công đức niệm Phật, công đức phóng sanh, đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ của ban hộ niệm mà chúng ta có thể tiêu bớt nghiệp chướng và ra đi được an lành. Thì giây phút tử biệt sinh ly lúc nào cũng rất là để lại những cái cảm giác bùi ngùi, xót thương cho người đi kẻ ở. Trước sau gì mỗi người chúng ta cũng có giây phút này, hoàn cảnh này, và cũng trở về với các bụi. Nhưng chúng ta ra đi trong trạng thái như thế nào, trong môi trường như thế nào, đó là điều rất quan trọng. Không dễ gì được hộ niệm, thậm chí những người niệm Phật tu hành lâu năm cũng chưa chắc được hộ niệm, nhưng ông cụ Lê Trí Toàn lại được hộ niệm trong giờ phút cuối. Đó là phước báo rất thù thắng, không dễ gì có được. Như vậy cả gia đình, người thân chúng ta nên phát tâm ăn chay trường trong vòng 49 ngày để hồi hướng cho ông cụ. Nếu mà ai phát tâm ăn chay trường luôn thì càng tốt, đó là điều rất đáng quý. Tuy trước đây người thân cũng khuyên ông cụ Lê Trí Toàn và người con hãy nên bỏ nghề bán bún bò này, nhưng mà không thành công. Nhưng may mắn thay, nhờ sự ra đi của ông cụ mà cả gia đình đã phát tâm đổi nghề. Đây là chứng tỏ rằng người chết đã độ cho người sống. Như vậy các người con cũng như người mẹ hãy nên thành tâm niệm Phật xuyên suốt trong 49 ngày, hoặc thậm chí sau đó chúng ta vẫn tiếp tục ăn chay niệm Phật, phóng sanh, làm những việc từ thiện để tiếp tục hồi hướng cho ông cụ, để ông cụ mau tiêu tốt nghiệp, để mà sớm vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Sự ra đi của ông cụ tuy sẽ để lại những nỗi mất mát nhất định trong lòng những người con và người bạn đời, nhưng mọi người hãy chuyển sự đau thương thành động lực tu hành. Chúng ta lấy đó làm cái bàn đạp để chúng ta đổi đời và đổi cái kiểu chiều hướng tu hành chúng ta. Từ chỗ này chúng ta sẽ đổi nghề và đổi đời. Chúng ta sẽ bắt đầu tu hành để chuyển đời hướng, đời sống tâm linh chúng ta thêm một chiều hướng tốt. Như vậy chúng ta sẽ làm một nghi thức nho nhỏ để đưa tiễn nhục thân của ông cụ Lê Trí Toàn xuống lò hỏa táng. Mọi người hãy nhất tâm niệm Phật trong giờ phút thiêng liêng này. Uy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành. Nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiến độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Dân chi tịnh thị biến sai tâm thiền tánh không bất đức lợi dân thiền pháp giới dẫn đăng duyên diệt tội tiêu khi khó dị máu hồng liễn nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát phù thủy thị giả bắc công đức thị tại thiên dân thiên tại chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lo hoa tận giới các trung vô sứ bất siêu lương thị bất thầy thị diệu cực quát thân trong bất nhiễm trần quán tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đằng địch đằng tràng sái khô mạo nhi tác dương xuân kiết á ban nhi thành tình đồ sơ vị đờ nội ngoại trung gian vô trừ quế thánh hòa mưu hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lô thủy năng linh nhất tích biến thập phương kinh chiên gấu é tổng quyên trừ khổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hưởng tình bạc nhất thiết nghiệp chứng đất sanh căn bằng tình độ đà lã ni nam mô đại bi hồi thượng phần bồ tát hồi thượng quân bồ tát nam mô đại bi hồi thượng quân bồ tát điên đủ tiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ra nắng na na ra dạ dạ nam mô an di đà bồ đề yến đế tướng bát ra dạ bồ đề nam đà bà dạ ma ha nam đà bà dạ ma ha ca lô ni ca dạ nam mô tam thiên hoàng đổ y mâu na di đà bồ đề yến đế tướng bồ đề nam đà bà nam mô na ra ngẫm trì hay trì ma ha bằng đời tam mỹ tăng bà ha đồ vô bằng a thời dừng đóng bà nắng đà nam mô bà dạ ma hoàng đà đầu đã đi ma hắn na bà lo e lo ca đế ma bồ đề tăng độ tướng bồ tướng bồ ma lo ma lo ma e ma e di đà dừng bu lo bu lo yến mong đồ lo đồ lo bà sa gia đế ma ha bà sa gia đế đà ra đà ra di đi ni tăng bằng ra gia giá ra giá ra ma ma bằng ma ra bồ đế lệ na nương na ra sam bồ ra sa lợi bồ sa bồ sa bồ ra sa gia lo lo ma ra lo lo e di ta ra ta ra tăng trì tu 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 bồ đề gia bồ đề gia di đế di già na ra cẩn trì di sáng ni na ma già ma na ta bà ha tấn đà già ta bà ha ma ha tấn đà già ta bà ha tấn đà vô nghệ tấn bằng ra già ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha bà ta bà ma ha tăng đà già ta bà ha giải kiến ra tăng đà già ta bà ha ba đà ma yến tăng đà già ta bà ha na ra cẩn trì bằng đà ra già ta bà ha ma bà lấy tăng yến ra già ta bà ha mô a di đà bà lo yến đa tướng bằng đa già ta bà ha ấn tăng điện đô bằng đa đa bằng đà già ta bà ha ấn tăng điện đô bằng đa đa bằng đà già ta bà ha ấn tăng điện đô bằng đa đa bằng đà già ta bà ha đầy các loài chúng sanh kia các người là nhớ chùa khi bỏ tâm xuống sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ cần chánh pháp chuyên niệm Bồ Di Đà cầu bằng sanh tịnh độ chứng được vui bất hối để độ tận chúng sanh nam mô tịnh độ phổ bồ tát nam mô tịnh độ phổ bồ tát Ma ha tăng ở chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều gì rằng các người chưa lòng chừng tụng lắm nên đời này chìm đúng sâu mê tối tâm chẳng biết tu trì gây ba tội ác lại về mặt thân lòng bày sừng có được đường đâu qua dù là bề chứa đằng sau qua lưỡi về tên là bắn máu cầu thà mồi tất cả bắn cùng hơi hoa đồng đúng đó dường kêu không ai thương hồn còn vàng có đâu răng sông nồi bây sao giờ các vị thiện nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại đưa giờ biết mồ vì người kiềm hồi đầu quy phần hình lộn sớm hơi đừng tâm nhẹ nhàng đầy các loài chúng sanh kia cấn người xưa đã tạo bỏ nhiều điều tội lỗi cũng là tham sân si hôm nay phát tâm xin sám hối đầy các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y và lượng tu chúng tôi đầy các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp đi dùng chúng tôi hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tôn ma này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy và công đồ địa ngục ma này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy phá công đồ ngạ quy hôm nay các vị quy tăng công đồ vạn sinh nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bồ tát như lai nam mô diệu xứ thân như lai nam mô hoàng bá thân như lai
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, quy bằng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, cùng nay xin quán quyền vãng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đời từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh cộng đương thù tăng mạnh năng. Bồ nguyện vẫn chư chư chúng sanh na tôn và vô đường quang Phật sa na nguyện tiêu tan chúng chư phiền na và nguyện đấng chiến nguyện chân minh đều và phổ nguyện toàn chư tăng tiêu trừ a thế thế thường hành Bồ Tát đạo văn. Cụ phẩm liên hoa vi bồ mẫu hoa ca kiên vân ngộ vô sanh nam bất thoát bồ tát vi văn lư a nguyện chi được công đức ngô bồ công vừa chân thiên a ngã năng như chúng sanh a giai công thành Phật a đầu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức pháp thế này, nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cho cụ ông Lê Trí Trò, Lê Trí Toàn, pháp danh Đức Thọ, hưởng thọ 72 tuổi, số nhà 99 Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã qua đời. Hương linh của bà Phạm Thị Đáng, pháp danh Diệu Âm Diệu Vân, đang cầu an cho cụ bà Phạm Thị Đáng, pháp danh Diệu Âm Diệu Vân, 93 tuổi, đang nằm ở thầm phòng hộ niệm. Cụ bà thân tâm an lạc, tật bình tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố, tư giác giác tha giác hạnh viên mãn, nương công đức Phật lực pháp lực, sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện đem công đức hồi hướng cho ông cụ Lê Trí Trọn, nương nguyện lực của Phật A Di Đà, sớm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hồi nguyện ẩm siêu dân thế pháp giới chúng sanh, tình giữ vô tình đồng sanh cân lan, đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô Di Đà Phật. Từ quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Từ quy y pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng. Từ quý y tăng, xin nguyện chúng sanh nông ly đại chúng tất cả không ngại, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.